Trong vòng 3 giây, đố các bạn biết đây là máy gì quên. Ngu quá, mình để cái tiêu đề với cái tên con máy này to đùng rồi. Đây chính là Samsung Galaxy Beam 2, một cái điện thoại cực kỳ đặc biệt mà các bạn sẽ chỉ tìm được thấy ở những cái sản phẩm trước đây của nhà Samsung mà thôi. Bởi vì nó sẽ được tích hợp ở trên đây là một cái projector, hay nói cụ thể dễ hiểu hơn là một cái máy chiếu để cho các bạn có thể chiếu lên tường để thể xem này xem kia. Và trong video này chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ lại về con Galaxy Beam 2 này, một sản phẩm cực kỳ đặc biệt mà Samsung đã mang tới cho người dùng ở những năm 2014-2015 nhé. Và nếu như các bạn đang quan tâm đến những sản phẩm của nhà Samsung thì có thể tham khảo tại Clickbuy thông qua đường link mình để phía bên dưới mô tả của video. Hiện nay thì chúng ta đã đến tận thời của Samsung Galaxy S22 rồi. Đi từ ngoại hình đi thì các bạn có thể thấy rằng Galaxy Beam 2 được mang một cái ngôn ngữ thiết kế nó rất là đặc trưng của nhà Samsung ở những năm 2001X, bởi vì khung viền benzen này và chúng ta có mặt lưng có thể bóc được này, và bóc ra đấy. Bên dưới thì các bạn sẽ có đây là một quả pin khá là to. Thế nhưng mà cái vị trí gắn SIM cũng như thể nhớ nó sẽ không nằm ở phía bên dưới quả pin này nhá, mà nó sẽ nằm ở hai bên cạnh hông. Các bạn chỉ cần mở cái nắp đậy này ra và sau đó chúng ta gắn SIM vào là nó sẽ nhận OK, hoàn toàn bình thường. Nói chung rằng là cái thiết kế này nó là một cái thiết kế rất là hoài niệm đến từ nhà Samsung. Camera nằm chính giữa ở đây. Và nếu như các bạn để ý á, thì thiết kế con này nó khá là hao hao và giống với con Galaxy S4 mà mình đang có ở đây. Hình như hai con này nó ra mắt cùng một thời điểm hay sao, mình quên, vẫn chưa check vào cái thời điểm của con này ra mắt từ năm bao nhiêu ở GSM Arena. Sorry các bạn nhé. Quay ra với phần mặt trước đi, thì chúng ta cũng sẽ có một sự giống nhau không hề nhẹ ở mặt trước của hai con này, khi mà chúng sẽ có vị trí của nút home này, loa thoại này, hay là cái thiết kế bo viền khá là giống nhau. Chỉ có cái đấy là với con Galaxy S4 này, thời điểm đó nó là flagship, thế nên nó sẽ có cái viền mỏng hơn rất là nhiều. Và cũng bởi vì là nó dùng màn hình AMOLED mà. Trong khi đó thì con máy này nó vẫn sẽ chỉ dùng màn hình IPS mà thôi, nên phần viền hai bên và trên dưới nó dày hơn khá nhiều. Màn hình của chiếc Galaxy Beam 2 này sẽ có kích thước là 4.6 inch, độ phân giải 480x800, một cái độ phân giải mà mình có thể nói rằng nó khá là thấp ở cái thời điểm đó. Bởi vì là như con máy này chúng ta đã có màn hình Full HD rồi, thì cái màn hình 480x800 nó là một màn hình khá thấp. Cao hơn một tí nữa thì chúng ta có màn hình 720p cơ. Đây chỉ là màn hình 480 mà thôi, nên thật với các bạn nhìn bình thường như này thôi nó rỗ kinh khủng rồi, nó rỗ hơn cả con iPhone 10R luôn các bạn ạ, không thể chấp nhận được. Nhưng mà nếu như ở thời điểm đó thì rõ ràng đây vẫn là một cái màn hình đủ ổn để dùng. Đấy, công nghệ mỗi ngày một khác nên ở thời điểm này chúng ta không chấp nhận được, nhưng ở cái thời điểm mà chiếc máy này ra mắt thì nó lại là OK. Và cái điểm đặc biệt trên chiếc máy này mà chúng ta phải kể tới đó là cái đèn projector ở phía bên trên. Đây cũng chính là cái thứ thu hút người dùng khi mà lựa chọn cái sản phẩm này. Vì khi chúng ta nhấn giữ vào cái nút ở bên cạnh hông thì cái projector này nó sẽ bật lên, và khi đó nó sẽ cho phép chúng ta chiếu lên trên tường. Và các bạn cũng sẽ có một số những cái nút ở bên trên màn hình để có thể là xoay hướng máy chiếu này. Các bạn có một cái quick bat này, các bạn có một cái núm để có thể lấy nét cho cái máy chiếu. Nó giống như kiểu là cái núm để focus trên những chiếc máy chiếu thông thường ấy. Thì thay vì chúng ta phải vặn nút vật lý thì ở đây chúng ta có nút cảm ứng. Thì nói chung là nó cũng có những thao tác rất là dễ dàng để cho các bạn có thể xem. Chiếc máy chiếu này thì như mình thấy nó sẽ có cái độ phân giải là NHD, không biết là nó là 720 hay là 480, nhưng mình nghĩ nó cũng sẽ chỉ nằm ở khoảng tầm là 480 mà thôi. Khi mà mình chiếu ra cái khoảng ở 40 inch á thì hình ảnh vẫn rõ nét, nhưng mà cái độ sáng của nó không quá cao, thế nên khi mà các bạn chiếu bằng cái đèn projector này, mình nghĩ là các bạn sẽ chỉ chiếu từ khoảng 30 inch đổ xuống thôi thì chúng ta sẽ có những hình ảnh nó nét, nó đẹp và nó sáng hơn. Và các bạn có thể xem một đoạn demo ở đây nhé. Về cấu hình của chiếc Galaxy Beam 2 này á, thì những thông tin mà mình tìm được nó sẽ chỉ ghi là con máy này được sử dụng một con chip Qualcomm 1.2GHz, không rõ cụ thể nó là Exynos hay Snapdragon ở thời điểm đó. Và các bạn vẫn sẽ có những trải nghiệm mượt mà khi sử dụng trên đây, mở app này,
Đấy, bùng bùng các thứ. Tất nhiên thì delay của nó khá cao ở thời điểm này rồi. Và hơn nữa thì những cái icon ở trên cái giao diện của chiếc Samsung Galaxy Bim 2 này á, nó cũng vẫn khá là 3D, bởi vì con máy này nó đang sử dụng cái hệ điều hành là Android 4.2.2. Khi mà chúng ta lên tận cái phiên bản Android 5.0 như trên chiếc Samsung Galaxy S4 này thì giao diện nó mới được làm flat hơn tí, phẳng hơn một tí, để nó kiểu bị bớt cũ kỹ theo thời gian ấy. Thế nên rằng đây vẫn sẽ là một chiếc máy nó hơi cổ, nó vẫn ok để cho các bạn có thể lựa chọn sử dụng giống như một chiếc máy phụ. Và đặc biệt hơn, đấy là đối với những bạn trẻ muốn có một chiếc máy kiểu đặc biệt và muốn có một chiếc máy có thể chiếu phim khi mà chúng ta đi chơi, đi dã ngoại, Galaxy Bim 2 sẽ không làm cho bạn thất vọng. Đấy, nhưng mà giờ tìm con máy này khó thực sự các bạn ạ, khó kinh khủng luôn ấy. Mình nhớ không nhầm, mình có xem được một cái trang ở nước ngoài đang bán cái con máy này với giá là 5.5 triệu. 5.5 triệu cho một con máy cũng ngon nghe gần chục năm tuổi rồi. Nhưng điểm đặc biệt thì nó vẫn sẽ thu hút mà thôi. Còn các bạn thấy sao về Galaxy Bim 2? Theo các bạn thì đây có phải là một con máy đột phá đến từ nhà Samsung ở thời điểm năm 2001X hay không? Hãy comment để lại ý kiến các bạn phía bên dưới phần bình luận của video. Video của mình thì dừng lại tại đây nhá. Các bạn click đừng quên là một like, share và subscribe kênh YouTube của Ngọc Trần Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.